Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa Quốc hội, tôi tán thành với nhiều nội dung báo cáo kết quả giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chương trình mục tiêu về các chương trình mục tiêu quốc gia. Báo cáo của đoàn giám sát đã phản ánh đúng tinh thần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nhưng kết quả có thể đạt cao hơn nếu chúng ta biết khai thác các lợi thế về chính sách cũng như thế mạnh của địa phương trong thực hiện các chương trình. Tôi xin tham gia một số ý kiến như sau. Thứ nhất là cần hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật. Trước tôi đã có nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội phát biểu về nội dung này. Việc thực hiện chính sách đạt hiệu quả cao cần có sự thống nhất đồng bộ trong chỉ đạo và thực hiện. Văn bản pháp luật là hành lang pháp lý để đưa chính sách đến với người dân, cũng như là cơ sở để người thực thi công vụ triển khai tốt hơn nhiệm vụ của mình. Báo cáo thể hiện, nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện dự án, tiểu dự án đã được cấp trung ương ban hành. Tuy nhiên, nội dung hướng dẫn còn chung chung, chưa cụ thể. Một số hướng dẫn thiếu đồng bộ so với những quy định hiện hành còn hiệu lực, chưa phù hợp điều kiện triển khai của địa phương. Một số nguyên tắc được đưa vào như tăng cường lồng ghép nguồn lực, lồng ghép vốn, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, chủ yếu mới triển khai ở góc độ chủ trương, khuyến khích triển khai hoặc nguyên tắc chung chung, chưa được tổ chức thực hiện do vướng mắc về thiếu quy định, cơ chế, hướng dẫn cụ thể, đồng bộ trong quy định tại luật, văn bản pháp lý ban hành từ cấp trung ương. Qua giám sát cho thấy, sự chồng chéo chưa thống nhất giữa các văn bản đã làm ảnh hưởng nhiều đến kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Do vậy, tôi thống nhất với kiến nghị của đoàn giám sát, cần hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia để những năm tới thực hiện đạt kết quả cao hơn. Thứ hai, tính khả thi của việc thực hiện. Báo cáo đoàn giám sát thể hiện, hiện nay Ủy ban Dân tộc dự báo chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sẽ giải ngân đạt 100% kế hoạch đề ra giai đoạn 2021 đến 2025, nhưng không dựa trên các căn cứ nào để dự báo mức độ hoàn thành, trong khi những khó khăn tồn tại hiện nay bao gồm cả thể chế, con người, quá trình vào cuộc thực hiện các chương trình tại địa phương còn nhiều bất cập. Hệ thống các văn bản hướng dẫn về cơ chế, chính sách quản lý, tổ chức thực hiện chương trình vẫn đang tiếp tục kiện toàn. Sức ép giải ngân 100% nguồn vốn dự kiến phân bổ ra rất lớn. Do đó, đoàn giám sát cho rằng chưa đủ cơ sở để đạt được mục tiêu đề ra vào cuối năm 2025 là giải ngân các cái nguồn vốn. Tôi đồng ý với nhận định của đoàn giám sát. Với những khó khăn vướng mắc về hành lang pháp lý, sự phối hợp giữa các bộ ngành địa phương, năng lực thực hiện của cán bộ ở cấp xã thì rất khó để đạt được giải ngân 100% kế hoạch đề ra giai đoạn 2021-2025. Tôi cho rằng nếu thực hiện theo dự báo của Ủy ban Dân tộc mà chưa có cơ sở dẫn đến các địa phương chạy theo thành tích sẽ tác động đến đối tượng thụ hưởng. Như việc thực hiện quyết định 861 ngày 6 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ đã ảnh hưởng nhiều địa phương là một ví dụ, cho thấy việc ban hành văn bản chưa sát với tình hình thực hiện. Theo tôi, việc thực hiện các chương trình cần có nhận định trên cơ sở để dự báo việc thực hiện các chương trình được tốt hơn, để đạt được mục tiêu mà chương trình đề ra, cần có cách tiếp cận phù hợp hơn trong thực hiện. Đoàn giám sát đã có kiến nghị những vướng mắc trong việc giải ngân mà nhiều địa phương đơn vị báo cáo thực hiện để đạt kết quả là có cơ sở. Thứ ba, hoàn thiện các tiêu chí để làm cơ sở đánh giá. Trong việc thực hiện các chương trình được đánh giá trên cơ sở các tiêu chí phù hợp với đặc điểm, điều kiện kinh tế xã hội, có thể gọi là thước đo để áp dụng vào thực hiện chính sách pháp luật. Nhưng thực tiễn cho thấy nhiều tiêu chí chưa phù hợp hoặc chưa có tiêu chí để đánh giá trong quá trình thực hiện. Qua giám sát, việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đã cho thấy nhiều vấn đề cần hoàn thiện. Đây là điều cần chú trọng để nâng cao hơn nữa kết quả thực hiện các chương trình. Ví dụ, dự án chính, tiểu dự án 1, đầu tư phát triển kinh tế xã hội đối với dân tộc đặc thù gặp nhiều khó khăn. Do chưa có tiêu chí xác định thôn tập trung đồng bào dân tộc thiểu số, có khó khăn đặc thù, có tỷ lệ hộ nghèo cao, nên chưa có cơ sở pháp lý để các địa phương triển khai nội dung này, như đại biểu Quốc hội trước tôi đã phát biểu. Dự án 3, tiểu dự án 2, cải thiện dinh dưỡng, kết quả giải ngân tiểu dự án từ nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương đạt rất thấp. Nguồn huy động khác chưa giải ngân, không đảm bảo tính thực chất của việc cải thiện dinh dưỡng cho đối tượng vì nhiều đối tượng gắn với độ tuổi. Thứ tư, tôi tán thành với nhiều ý kiến đã phát biểu trước tôi. Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tài liệu tuyên truyền đến nay vẫn chưa được ban hành, trong khi cơ sở thì rất cần.
kiến nghị Ủy ban dân tộc sớm ban hành bộ tài liệu đào tạo bồi dưỡng để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện tiểu dự án 4, dự án 5 và phần mềm giám sát đánh giá để thực hiện tiểu dự án 3, dự án 10. Tôi xin gửi lại một số nội dung tôi chưa phát biểu hết. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.